Tếu ơi. Dạ. Mang cái dạ vào đây con. Nó xỏ đôi chân vào và quát cái dạ. Mang ba sấp cơm cho cô Xuân chú Mùi nhá, ở cái góc chợ đằng kia cầm lên. Vâng ạ. Mỗi suất 30.000. Thế là ba suất bao nhiêu? Ba suất để... Cửu chương ba. Vâng, để tôi tập cửu chương. Cửu chương ba. Ba ba bằng. Ba ba bằng. Chín. 90.000. Vâng, vâng. Mang 90.000 về nhá. Vâng ạ. Nhớ đi bên đường bên phải con nhá. Bên phải là bên này à bà? Bên phải là bên tay cầm. Vâng. Cầm cái gì mà gắp bỏ mồm mày này. Đũa. Bên tay cầm đũa. Khổ lắm. Nhớ đi bên tay cầm đũa con nhá. Ừ. Dạ vâng ạ. Thôi đi vào đi. Ạ. Ừ, đi chào đi. Ba. Ừ, rồi rồi rồi. Nhớ nhá, đi bên tay cầm đũa. Vâng ạ. Ôi dồi ôi. Không thể chịu được. Rác bày bừa ra mắm muối thế này đây. Ông Giang ơi, ông Giang. Tôi đã nói với ông rồi. Thuê chung cửa hàng ông phải làm thế nào chứ. Tôi bán cà phê, ông bán đồ ăn, nhưng mà ông cứ bày bừa ra thế. Bên trong này nào là bát đũa này, mắm muối này, đây 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 này, cà này ông còn để trên tủ lạnh, không phải hỏng hết đồ không? Chị thông cảm có mỗi hai bố con, thằng con nhà tôi nó không đến nỗi thế đâu, nhưng mà từ hồi mẹ nó mất đến giờ đâm ra bệnh nó lại nặng hơn. Thôi tôi xin phép chị, tôi sẽ vào tôi dọn. Tôi đã thông cảm với thôi, ông rồi mà hình như ông cứ không, sao không. Tôi bực mình thế nhở? Tôi vào tôi dọn bây giờ. Chị thông cảm. Ôi, mắm muối này. Đây. Thôi mù xinh hết cả nhà vệ sinh. Đây tôi dọn bây giờ. Lại phải đi dọn hộ đấy. Yêu anh đi, anh không đói quá. Về rồi đấy hả con? À, con chào ba. Từ được rồi, về đến nơi là được rồi. À. Tiền đâu con? À, tiền ạ, à? À, đây ạ. À. Đây ạ. À. Đây có 60.000, tiền đâu con? Có 60.000 thôi. Tại sao lại có 60.000? Tại vì... người ta chê nước mắm nhà mình mặn, thế là con đi mua chai nước mắm ngon con đền cho người ta rồi. Trời ơi, nước mắm nào mà chả mặn. Còn nếu có mấy miếng chanh rồi mặn thì họ vắt đi chanh vào chứ đi mua cá chai nước mắm ngon đền cho người ta. Trời ơi, còn cái cái khổ thế. Thôi. Đấy cô. Không vào dọn đi, mệt rồi, quá tôi, rồi. Tôi dọn hết, tôi sẽ dọn hết bây giờ. Được rồi, rồi. Dùng chiếc ôi, để mà không thể chịu được. Con tỏ ra. Con mang 5 suất cơm này. Nhá. Dạ. Xuống cái văn phòng nhà cô chú Vân Nghĩa. Vâng. Ở cái cầu thang 3 bên lô C bên kia kìa. Vâng. Xong con đi vào cái thang máy con bấm này, xong cái thang máy nó lên đấy. Con nhớ ra rồi. Thế nhá. Vâng. Lấy 150.000 về. Nhá. 150.000 ạ. Ừ. Vâng. Con ạ. Cứ nhớ này, 150.000. Vâng. Không lấy được đủ tiền thì không về. Không mua mắm nữa đâu. Không mua mắm nữa nhá. Vâng. Ừ. Ạ. Lấy 150.000 về nhá. Con đi nha bà nhá. Đi bên tay cầm đũa. Ngoan lắm. Vâng. Ừ, con đi đi. 150.000. 150.000. Bác Trương về ạ. Tôi còn chờ cháu nữa đã. Cô cứ về trước đi. Lúc sáng em có hơi nóng tính, à. Có gì bác thông cảm. Không sao đâu. Với lại cô cũng thông cảm cho hoàn cảnh nhà tôi. Vâng. Đấy, như nhà khác thì người ta trẻ cậy cha, già cậy con. Tôi bằng này tuổi đầu rồi, nhưng chẳng biết khi nào mới cậy được con cô ạ. Vâng, thế tí nữa bác nhớ tắt đèn xong rồi đóng cửa về nhá. Rồi rồi, cô cứ yên tâm, cô về nhá. La. Kìa con. Ba, con chào ba. Con về rồi đó. Vâng. Ở đây ba xem nào. Thế con làm sao không con? Không ạ. À. Sao đi lâu thế? Đi thì phải biết đường mà về chứ. Thì con về rồi mà. Tiền đâu? Tiền cho rồi. Áo đâu? Áo quấn cổ rồi. Quấn cổ ai? Nhiều người lắm con không nhớ được. Ôi làm sao cái đời tôi khó thế này cái chứ còn mấy cái. Thôi từ ngày mai ông ở nhà rửa bát lau nhà nhớ chưa? Vâng ạ. Đi vào đi ngủ. Chào anh. Chào cô. À, anh cho tôi hỏi đây có phải là quán cơm Cu Phễu không? Quán cơm Cu Phễu là con tôi. Đúng rồi.
anh là bố của cô Phễu à? Dạ vâng, tôi... Vậy cho tôi hỏi cô Phễu có nhà không ạ? Dạ, cháu nó... Cháu nó, dạ, cháu nó có việc gì đấy ạ? Thế còn đây có phải là áo của nó không? Ôi chết rồi, đúng cái áo của nó rồi. Thôi chị ơi, cháu nó có gì nó chót dại, chị bỏ qua cho. Cháu nó không được khôn như mọi người chị ạ. Không có gì đâu, anh cứ cho tôi gặp cháu đi. Dạ, cháu nó... Thì anh cứ cho tôi gặp cháu đi. Dạ. Phễu, lại đây con. Dạ, thôi, chăm lại nhìn lại chị. Có gì tôi là bố nó. Anh cứ để im cho tôi. Đứng đây con, hôm qua làm cháu cái gì thế? Cháu sao cô ạ? Dạ. Phễu đây hả Phễu? Dạ. Cô cảm ơn cháu, dạ. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Vâng. Nhưng sao cô lại cảm ơn Phễu? Chuyện là như thế này anh ạ. Dạ. Ngày hôm qua con trai em bị tai nạn. Dạ. Ôi chết, chết rồi, thế con gây cái gì ra hả con? Chị ơi, thôi tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lại chị. Cháu nó không được khôn như người khác chị ạ. Không được khôn, thế mà lại là ân nhân của gia đình em đấy anh ạ. Sao? Cháu nhà em chơi ở ngõ với người giúp việc. Dạ. Không may bị tai nạn. Dạ. May quá lúc đấy cô Phễu nhà mình đi qua. Dạ. Cởi áo băng bó vết thương rồi còn giúp số tiền để cho con nhà em đi bệnh viện nữa. Ôi. May quá anh ạ. Dạ. Bác sĩ nói là nếu như mà không vào kịp thời là con em còn không qua khỏi cơ. Thế cơ ạ? Vâng ạ. Ôi thế bây giờ cháu nó về chưa chị? Cháu nó về rồi anh ạ. Ôi tôi mừng quá. Tôi tưởng con tôi nó gây ra cái gì. Thôi cũng không có vấn đề gì đâu chị ạ. Chị giả cháu cái áo này chị cũng chú đáo quá. Cũng không đáng bao nhiêu cả. À, cảm ơn cháu. Không chị ạ, nhà tôi thì cũng không có nhiều tiền bạc gì cả. Nhưng tôi không dám nhận đâu. Cháu nói như thế là tôi cũng mừng lắm rồi. Không cần lấy tiền đâu. Em nghĩ là tính mạng con người và lòng người mới là quan trọng. Chứ còn tiền bạc nó là ba cái vật ngoài thân. Anh cứ nhận đi cho em vui. Thôi thế này nhá, để cho cả hai bên đỡ áy náy. Thì hôm qua cháu nó có 150.000 tiền cơm thôi. Tôi lấy đúng 150.000. Hả? Phễu chỉ đưa có 3 tờ thôi. Ôi dồi ôi, từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ cầm số tiền to thế này. Anh cứ nhận đi cho em vui lòng nhá, anh nhá. Cô cảm ơn Phễu, anh nhá. Ôi, okay. Em đi đây. Chị. Ôi này chị ơi. Bố ơi. Ôi, con ơi. Ba bố không cần lấy tiền đâu. Ăn uống đi này. Ủa, bảo là mình hẹn nhau ở công viên nhé, cho nó không khí thoáng mát, rộng rãi. Cái thứ hai là có việc gì chạy cho nó dễ. Lại đi hẹn ở trong cái quán cà phê sang và lịch sự như này. Còn gọi cả cà phê xong rồi nước chanh nữa. Tiền đâu ra mà giả. Em nói cho anh một bí mật nhá. Ừ. Quán này quán của bộ em đây. Cái gì? Quán của bố em đấy. Quán của bố em á? Thế bố em đâu? Bố em ở trên gác. Ôi trời ơi, nhưng mà quen thì quen, của bố em thì của bố em. Có ăn không ăn hỏng được đâu, uống xong thì cũng phải trả tiền ý. Tiền đâu ra? Rồi đây. Em vừa lấy ở quầy xong, cầm lấy tí nữa trả cho bố nhá. Không được. Hả? Ai lại làm thế? Anh không lấy tiền của em đâu. Cầm lấy không em dỗi chứ này. Cái gì? Không em dỗi đấy. Thôi em dỗi thì anh... Hả? Con chào bố. Con à? Bố. Thế lấy tiền ở trong quầy của bố làm gì đấy? Sao bố biết à? Nhà có camera an ninh mà áo có mắt xung quanh nhà mình mà. Không phải ấy, hôm nọ con đang đi đường nhá, xe bị hỏng. Thế là may có anh Quân bạn con đến đưa tiền cho để giả ông là ông sửa xe đấy. Thế là hôm nay con giả anh ấy thôi. Cảm ơn cậu. Dạ vâng. Cậu đã giúp đỡ em đó. Dạ vâng. Giới thiệu với bố, đây là anh Quân bạn con. Vâng. Con lên nhà con xem phơi cái chỗ quần áo sáng mẹ giặt ở trong máy giặt ấy. Vâng ạ. Phơi đi. Ngồi đây vốn. Thế anh là dạ cháu xin phép tự giới thiệu với bác. Tên cháu dạ bác thông cảm là không hiểu sao cháu ngồi với bác mà cháu nói cứ bị lắp bắp ạ. Không vấn đề gì. Dạ vâng. Cậu cứ nói đi. Dạ tên đầy đủ của cháu là Nguyễn Hồng Quân ạ. Thế bây giờ cậu làm cái nghề gì? Cháu đi tư vấn về luật sư bác ạ. À, biết cả luật cơ à? Tư vấn về pháp luật ạ. À, thế à? Dạ vâng. Tốt quá. Bác, nếu như mà trong những người thân, họ hàng, rồi bạn bè có việc liên quan gì đến luật pháp
cần tư vấn, cần tìm luật sư thì bác cứ bảo với cháu. Cháu có một đội ngũ, một đội hình luật sư rất là mạnh ạ. Vâng. Gia đình tôi cũng sống lành mạnh, cũng chẳng bao giờ dính dáng pháp luật anh ạ. Dạ vâng, vâng. Anh. Ừ. Cháu thì cũng đã tham gia bào chữa cho rất nhiều các vụ án từ lớn đến nhỏ ạ. Từ hình sự này, đại án này, tham nhũng này, rồi các loại cướp giết hiếp thì cháu thì cũng đã tư vấn rất nhiều rồi ạ. Vâng, bà bác ơi, nếu như bác cần nhá, nhất là án ly hôn. Đấy. Nếu như bác muốn bỏ bác nhà nhá, bác chỉ cần gọi điện cho cháu, cháu tư vấn trực tiếp mà nộp đơn một lần và giải quyết trong ngày luôn. Sao ạ? À, tôi cảm ơn cậu. Dạ vâng, vâng. Bà nhà tôi cũng mất lâu rồi cậu ạ. À dạ vâng. Thế thì bác ơi, thế thì nếu như bác muốn lấy vợ, đấy thì bác thủ tục có gì vướng mắc, bác cứ gọi cho cháu. Cháu sẽ có những anh em ở các địa phương, các tổ chức người ta hỗ trợ, cũng làm giấy đăng ký kết hôn cũng trong ngày luôn bác ạ. À, cảm ơn cậu. Bác năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi ạ? À, chả giấu gì cậu, tôi cũng sống hơn nửa thế kỷ rồi. Năm nay cũng gần 60 rồi cậu ạ. À, gần 60. Ôi, thế thì bác ấy tuổi hơn bố cháu. Vâng, bố cháu năm nay 7 sọi rồi, thế thì gọi bằng chú thôi. Tôi gọi là anh cũng được. Ôi, bằng chú ạ, bác đáng tuổi chú ạ. Vâng, vâng, vâng. Thế sức khỏe bác tốt chưa ạ? Ôi trời ơi, cái cỗ máy nó chạy già nửa thế kỷ, làm sao còn tốt được nữa hả anh? À, dạ vâng. Bây giờ cứ mỗi khi mà đài nó chưa báo bão thì cái lưng của mình nó đã báo rồi. À, thoát vị đĩa đệm. À, thoát vị đĩa đệm. Ừ. Bệnh này cũng dễ chữa mà. Ừ. Thế thì thoát vị đĩa đệm thường thường nó liên quan đến vôi hóa cột sống. Vôi hóa cả sự đốt sống cổ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái bệnh này là do hồi trẻ là bác hưởng lạc nhiều quá, ăn chơi vô độ cho nên nó mới dẫn đến là thoát vị đĩa đệm. Mà cái bệnh này nha, bây giờ người ta nghiên cứu cũng như là bác sĩ người ta thường nói là cái bệnh này là bệnh nhà giàu, nhưng thực tế là bệnh cũng thằng lười bác ạ. Không chịu có vận động, chỉ ăn không ngồi rồi. Đấy là nó hay bị cái bệnh này lắm. Cháu biết, cháu lạ gì. Bác sao thế ạ? Tôi còn bị cái bệnh là nó nói nhiều và nó bị cái đường viêm họng ạ. Cái này là do hút thuốc. Bác có hút thuốc đúng không? Úi ơi, chứng tỏ bác chả thiếu cái gì cả. Thuốc lá, thuốc lào. Bác có hút thuốc phiện không? Rồi tầm bác nhìn mặt bác là cháu biết là bác kiểu gì cũng chơi cả cái loại đấy rồi. Cháu thì học về ngành luật thật, thế nhưng mà bạn bè cháu thì học về ngành y rất đông, cho nên là cháu có ít nhiều cháu cũng hiểu về kiến thức về ngành y bác ạ. Về khám gọi là khám lâm sàng này bác ạ. Nhìn mặt bác như này thì tốt nhất là bác nên sống làm sao cho nó có đức, gọi là đức năng thắng số. Hòa. Hòa ơi. Dạ. Bố gọi em kìa. Dạ. Bố gọi con à? Con quen với lại anh này quý hóa quá. Dạ. Ở đâu ra đấy hả con? Thôi bố ơi, làm gì, miễn là con với anh ấy quý mến nhau là được. Cấm ra ngày bước chân qua cửa nhà tao. Bố ơi, bố thế là thế nào? Thế là thế nào? Chú cẩn thận nhá. Sao đây? Ngã cầu thang chứ cái gì nữa. Ôi trời ơi. Không sao không? Lên. Hả? Lên lấy hoa nghi kính. Đi, để em đi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Này. Hả? Trộm. Mày. Không phải trộm. Không phải trộm đâu. Cháu. Anh Hồng Quân, bạn trai con ấy. Cháu, Quân. Mày Quân luật sư đấy ạ. Tao đã cấm mày bước chân qua cửa nhà tao rồi cơ mà. Dạ. Hả? Dạ vâng. Nhưng mà cháu có đi qua cửa nhà bác đâu ạ. Thế tại sao mày ở đây? Con gái bác tết dây thả từ ban công xuống kéo cháu lên ạ. Con kéo. Ôi. Hóng thế này á. Làm nào? Ô, thang máy hỏng hả chị? Vâng, thang máy bị hỏng rồi anh ạ. Ôi, cái tòa nhà này buồn cười nhỉ. Mới bàn giao mà đã hỏng thang máy rồi. Không có thang máy thì lên trên bằng cái gì? Thôi thì bây giờ chả biết làm nào, đi thang bộ thì vậy. Ôi trời ơi.
Đúng là tiền bỏ ra một đống rồi. Có cái thang máy phục vụ để trả đi được thế này thì... Ê! Sao thế anh? Ê! Thế người đẹp định bê cái đống đồ này lên trên nhà hả? Vâng ạ. Đi bằng thang bộ hả? Vâng ạ. Ôi trời ơi. Thế anh bảo bây giờ làm cách nào ạ? Em sống ở đây lâu rồi nhưng mà không quen ai để nhờ ạ. Ôi trời ơi. Thế nhà tầng mấy? Em ạ? Ừ. Em ở tầng 2. Tầng 2 gì? Rồi rồi, tầng 2 thì đáng gì? Để đây giúp cho. Thế này cho hỏi là đáng ấy là cung gì đấy? Cung ấy ạ? Ừ. Em đây cung cự giải ạ. Cự giải á? Vâng. Đây nhân mã này. Này, đúng là trời xe duyên đấy nhá. Không hẹn mà gặp. Nhân mã sinh ra là để hỗ trợ cho cự giải đấy. Thế ạ? Ừ. Ngại quá. Ui phiền gì? Anh. Phiền gì? Đàn ông con trai để hỗ trợ cho em phụ nữ chứ. Thế ạ? À? Ừ. Vâng ạ. À. Ui anh. Làm... Ngại quá. Làm sao? Vâng. Anh khỏe quá. Đi. Vâng ạ, à, anh cảm ơn anh. Tự giả đi trước đi. Tầng 2 rồi. Phòng số bao nhiêu nhỉ? Anh ơi, hồi nãy em chưa nói hết. Nhưng mà anh nhiệt tình quá làm em. Em ở tầng 25 anh ạ. Dạ. Sao thế? 25 á? Vâng. Không sao. 25 hay là 27 thì cũng không vấn đề gì đâu. Vâng. Một khi nhân mã đã thích thì cự giải ở tầng nào nhân mã cũng đến được hết. Vâng ạ, em cảm ơn anh. Anh khỏe quá. Cự giải đi trước đi. Anh ơi, đến nơi rồi đấy anh ạ. Em cảm ơn anh ạ. Anh khỏe quá. Cứ giải đỡ hợp ai không? Vâng. Em cảm ơn anh ạ. Đúng là trời xe một cặp nhỉ. Vâng. Kỷ niệm đáng nhớ. Dạ vâng ạ. Cảm ơn anh. Xong việc rồi thế thì. Vâng, em chào anh. Ê, cứ giải. Dạ. Sẽ lại chào. Cứ giải cho xin tiền đi. Tiền gì ạ? Ờ, tiền bốc vác từ tầng 1 lên tầng 25. Ơ, sao nãy anh bảo là anh giúp à? Giúp thôi, thế là tinh thần là như vậy. Nhưng mà nhân mã là bốc vác chuyên nghiệp ở khu chung cư này. Công ty có văn phòng ở tầng 1 ấy. Giá nên mít ở sảnh 50.000 một tầng. 25 nhân 50, 1.250.000. Thôi thì có duyên gặp nhau ấy thì đây hỗ trợ cho về mặt tinh thần cũng như là vật chất, lấy tròn 1 triệu nhá. Thôi, anh không cần phải nói nữa, tôi hiểu rồi. Anh á, như thế người ta gọi là lừa đảo. Anh có biết không? Tôi sẽ kiện anh. Kiện thế nào được? Công ty có dán lên biết là tầng 1 rồi. 25 tầng mà run hết cả chân. Kiện không được đâu. Nếu mà kiện ấy thì đây sẽ thu hồi tất cả cái đồ này, rồi trả với ban quản lý, họ sẽ giải quyết sau nhá. Anh thu hàng ấy ạ? À? Ừ. Dạ thì nhân mã đợi một tí ạ. Em chào anh ạ. Chào anh. Vâng, anh ơi, anh ký cho em ạ. Ký gì nhỉ? Dạ, hàng anh gọi ship em đã mang tới ạ. À. Anh thế? Vâng, cảm ơn anh. Dạ đây ạ. Nhiều người thế nhỉ? Này, Di ơi. Di ơi. Đấy, đi vào đấy mà lấy hàng. Xin giới thiệu, mình chỉ là cô bé shipper. Anh khỏe quá ạ. Shipper. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.